Đây đây quý ông bà, ngày trước là cháu Nghiêm có mang củ rong giềng về cho em Hưng ấy, thì em Hưng cũng đã trồng ở đây. Với cả là cái phần nước mưa nó trôi từ trên này xuống này quý ông bà, thì nó sẽ tạo thành những chỗ lồm nhổm như kiểu vết mèo cào ấy. Thì này cháu cũng góp ý với em Hưng, cái này cháu cũng đã từng góp ý rồi, bảo là nếu mà được thì mấy nứa kè đằng trước xong ấy, cứ đang tận dụng còn ít xi măng với cát thì cho em Hưng đào một cái ránh chạy dọc theo cái bậc này xong là được quá. Đấy, anh đi vội là cần ấy. Đây 1 triệu này, 500 này, 1 triệu này, 1,5 triệu này. Cháu Nghiêm xin mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Trao Yêu Thương. Thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, thì hôm vừa rồi cháu Nghiêm có lên là công khai tài chính nhà em Hưng và em ấy có đang thuê người ta để cưa gỗ ấy, quý ông bà, cưa gỗ để đóng trần. Thì vừa rồi cháu cũng chưa rút được tiền về cho em Hưng nên là hôm nay cháu Nghiêm lại tiếp tục lên đây và rút tiền lên cho em Hưng để em Hưng giả tiền xẻ gỗ cho người ta. Số tiền cháu Nghiêm đang cầm của nhà em Hưng thì cũng không còn nhiều quý ông bà, nên là cháu sẽ kết thúc sẽ rút hết số tiền quý nhà em Hưng về cho em Hưng để em Hưng giả cái tiền xẻ gỗ quý ông bà, bởi vì là bây giờ nhà em Hưng thì nhà cũng đã hoàn thiện gần như là xong hết rồi quý ông bà, chỉ đi vào sơn với cả là đóng trần nữa là mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Thì trước khi cháu vào chỗ em Hưng thì cháu cũng xin phép quý ông bà 1-2 phút để cháu giới thiệu sản phẩm một chút. Thưa quý ông bà, thì hiện tại trên kênh của cháu Nghiêm đang bán sản phẩm là cây lá mắt gan quý ông bà. Cây lá mắt gan này thì mọc từ núi đá cao, chuyên chứa về bệnh gan, rất là quý hiếm nha quý ông bà. Vì như quý ông bà thấy lá mắt gan của cháu Nghiêm bán thì nó sẽ khác với những khu vực khác quý ông bà, vì lá này chỉ ở trên vùng cao trong cháu thì mới lấy được thôi. Công dụng là chữa trị viêm gan cấp và mãn tính, sắc mặt vàng này, mắt vàng này, giải độc gan do dùng nhiều rượu bia quý ông bà và thuốc lá, gan nhiễm mỡ này, viêm gan B này, xơ gan cổ trướng. Cách dùng thì đun sắc với nước uống thay nước hàng ngày thôi quý ông bà. Cái này thì dùng cũng rất là đơn giản. Ngoài cái sản phẩm lá mắt gan này ra thì cháu Nghiêm có bán cây lá điều trị mất ngủ với cả mật ong khoái rừng quý ông bà. Với cả đặc biệt hơn nữa là bán cây lá xương khớp của ông dỉ quý ông bà. Hiện tại hôm nay cháu lên thì thấy em Hưng là đang sửa lại mấy cái chỗ này quý ông bà. Anh chào em nhé. Hưng chào con các bà tí nhỉ. Vâng. Con chào con các bà, chào cô chú ạ. Hưng bịt cái chỗ này lại à em? Vâng. Sửa lại một tí anh ạ. Bởi vì là đúng rồi, Hưng là một con người rất là có mắt thẩm mỹ đây quý ông bà. Đây ngày trước các anh thợ làm thì cũng không bịt lại chỗ này cho hết nhỉ. Hưng nhỉ? Vâng. Các anh thợ cũng chỉ là làm đến đây thôi nhưng mà không bịt gọn gàng những chỗ này cho Hưng, nên là Hưng cũng tự sửa lại quý ông bà. Làm như thế thì sẽ đẹp hơn. À Hưng trước cũng đi làm thợ xây à em? Không. Thế mà tay nghề cao phết đây, cũng biết chát mấy cái này đây. Không, cái chỗ này là mình vá vào được phải không? À Hưng em quay về đây chào các bà tí đi em. Vâng. Con chào công các bà, chào cô chú ạ. Mấy cái tấm này là em vác xuống từ lúc nào rồi? Lúc sáng nay anh ạ. Sáng nay hôm trước thì xẻ xong nó cũng mưa quá. Cái hôm anh em mình ra xẻ nhỉ. À đâu, sáng hôm sau mới xẻ tiếp à, xẻ hết chưa? Xẻ hết rồi anh ạ. Lúc anh ra là hai anh em mình vác đấy là còn một cây, còn nửa cây đúng không? Đúng rồi. Còn nửa cây là chưa xẻ nhỉ. Uầy. Em đập ra hết đi, đập ra hết rồi à. Rồi hàng ấy, rồi hàng chát không tí em. Đấy, em chưa đập ra hết xong à. Em chát xong bây giờ em lại đập thì nó sẽ bị rơi xuống. Rồi Hưng trồng củ rong giềng ở đây nữa à? Vâng. Thế là trồng được ở đây với ở đâu nữa
em trồng ở ruộng ngô ấy. À, ruộng ngô nữa à? Ruộng ngô là trồng ở gần đây không? Ở đây anh ạ. Hả? Ở gần đây thôi mà. À. Ở trên này. Ngay đây á? Vâng. À. Ừ, cái đình này. Ngày xưa của ông bà thì à, ngày trước ấy, cháu em có mang một bao củ rong diềm để cho em Hương trồng ạ, quý ông bà. Bây giờ thì cũng phát triển khá là tốt rồi nhỉ Hương nhỉ? Vâng. Để ôi, cái chỗ này lại bị sạt xuống hết rồi. Sắp kè ở đây chưa hả Hương? Dạ. Sắp kè ở đây chưa? Chắc là sắp rồi anh ạ. À, lấy vật liệu lên à? Lấy vật liệu lên là làm thôi đúng không? Vâng. Hôm nào Hương kè ở đây thì anh bảo Hương này, cái phần tả ly trên kia, cái bậc thứ hai kia em làm một cái ránh chạy ngang đi. Vâng. Chạy ngang xong là mình đổ cái lớp xi măng vào đấy. Vâng. Xong là sau này cho nước nó chảy theo cái dòng kè đằng sau đấy thì nó đỡ bị sạt đấy Hương ạ. Vâng. Không là anh sợ để thế này lâu ngày là nước nó chảy thành dòng to là nó nguy hiểm đấy. Có cần anh phụ gì không? Không, trên này hiện tại là không anh ạ. À, còn chỗ này nữa là xong đúng không? Vâng. Thế em cứ làm cho xong đi, xong là xuống đây thì anh sẽ đưa tiền cho em để em đi giả cái tiền ấy nhá. Vâng. Giả cái tiền là hôm nọ cái chú kia cưa hộ ấy. Chắc tối nay cũng điện cho chú ấy xuống lấy thôi anh ạ. À, tối điện cho chú ấy xuống lấy. Chú đang cần để mua phân các kiểu ấy. Đúng rồi. Nói chung là người ta cần tiền mới đi làm cho mình đúng không? Đúng rồi. Thì mình chậm người ta thì cũng ngại. Cứ giả cho xong xuôi đi cho đỡ đau đầu nhỉ. Vâng. Ừ. Thuận là vẫn chưa về đâu đúng không? Chưa anh ạ. À, chắc là mai về rồi nhỉ. Chắc mai về. Ừ. Ngôi nhà rất là khang trang. Có tiền sơn chứ à Hưng? Anh Quyền bảo là chú anh ấy được mẹ nuôi gửi về cho rồi sao? À, mẹ nuôi. Thế là mẹ nuôi của Hưng Thuận là được à? À, đầu tư cho tiền sơn nữa quý ông bà. Ngôi nhà này sơn lên nữa thì đẹp. Cái sát này là để mấy nữa làm kè đúng không Hưng ơi? Vâng anh ạ. Cái này à, lấy cái bạt tre vào đi không bị ấy hết đấy. Không, em lấy tre ở cái trên này rồi. À. Không là bị oxy hóa hết đấy. Vâng, gì. Cái này thì tha hồ mà đủ làm kè nhỉ. Vâng. Đây còn nữa. Cát đây cũng còn khá là nhiều đây. Mấy hôm nay chắc Hương cũng bận nhiều việc ấy quý ông bà. Nên là mấy cái chỗ sạt lở đằng sau này thì cũng chưa giải quyết xong. Chỗ này chắc là kè. Thế bây giờ chỉ thiếu cát nữa thôi. Cát với xi nữa nhỉ? Vâng. Cát với xi nữa là kè được đằng trước này rồi. Xi chắc lấy khoảng 4 tấn nữa. 4 tấn à? Vâng. 4 tấn xi nữa nhỉ? Vâng. Ở đây còn là 1 tấn thì sao? Tấn mấy? À. Thế cái đống này một mình Hưng tự vác thôi à? Cái đống... Đống tấm ván này này. À, sáng nay nhờ hai chú, ba chú anh ạ. À, có mất tiền không? Có, mất tiền mua thức ăn thôi. À, mất tiền mua thức ăn à? Cái này thì chắc không mọt được rồi. Nè. Cái này bảo đi. À, chú ấy bảo cho mình nữa chứ đúng không? Vâng. Ui, nặng phết đấy Hương ạ. Cái công này chú ấy bảo tính riêng anh ạ. À, cái này lại tính riêng nữa à? Vâng. Thế thì lấy tiền đâu ra để giả bây giờ? Đấy thì hôm nọ anh Trịnh bảo là cứ gọi cho chú về làm đi, xẻ xong là để cho chú về làm xong là à. Bao tiền thì anh chị gửi cho. À, thế thì cũng được. Không thì nuôi dê vất vả quá, bán bớt dê đi Hương ạ. Vâng. Nuôi nó toàn chết thôi, vô béo nó xong bán. Vâng. Nè. Vâng. Bây giờ chưa béo đừng bán vội, vô béo đó. Sau này xuống đây học, đi học nghề đi. Đi học à, sửa xe máy đi. Ở đây sửa xe máy có ổn không? Chắc là cũng được anh ạ. Hay là Hương học sửa xe máy đi. Vâng. Có gì chỗ nào không biết thì anh lên anh hỗ trợ. Vâng. Ngày trước anh học sửa xe máy mà. Anh biết sửa xe máy đó. Ở đây em chỉ cần biết thay xăm thôi. Thay xăm, thay má phanh, thay dầu nhớt. Với cả thay mấy cái phụ thôi chứ còn bổ máy thì em không cần học đâu. Vâng. Bây giờ người ta cũng mua xe xịn nhiều rồi ấy. Mấy cái bổ máy đấy ít khi hỏng lắm.
em học cái cơ bản xong là bán một ít hàng tạp hóa nữa nhỉ. Vâng. Ừ, xong là chịu khó trồng rong giềng xong là nuôi lợn cũng được. Vâng. Không có cái máy làng này có ai có máy sắt to chưa? Có ở bên này, nhà chú bên này có. À. Có thì mình cũng làm được mà, nếu mà mình có tiền mua ấy, đúng không? Vâng. Mua cái máy sắt, em mua máy sắt để xong là chăn nuôi lợn cũng được. Có nhiều cám lợn lắm, có máy sắt đấy. Khu ở đây có mấy hộ đây không? Đây có gần 100 hộ anh ạ. Ui, thế thì đầu tư được cái máy sắt ở đây cũng được không ạ? Này. Vâng. Máy sắt xong là mình vừa sắt tóc cho người ta, xong lại vừa có cám lợn, nuôi lợn. Đây đây quý ông bà, ngày trước là cháu Nghiêm có mang củ rong giềng về cho em Hưng ấy, thì em Hưng cũng đã trồng ở đây. Trồng ở đây thì không có lợn gà, về bới thì rất là yên tâm rồi. Em Hưng cũng khá là biết tận dụng cái miếng đất nào còn trống là em ấy tận dụng để trồng luôn quý ông bà. Ở đây thì là còn dư một tí thì em trồng thôi, chứ ở ngoài kia là em mới trồng hẳn một thửa ruộng ở trong kia cơ quý ông bà, cũng khá là gần ở đây. Hiện đây cháu sẽ trèo lên đây để ghi hình toàn cảnh cái ngôi nhà của em Hưng cho quý ông bà cùng được xem. Nhìn từ đây xuống thì cũng khá là cao cơ mà. Khi mà mưa to ấy, xong rồi nước mưa nó dội thẳng lên, với cả là cái phần nước mưa nó trôi từ trên này xuống này trước đây, thì nó sẽ tạo thành những chỗ lồm nhổm như kiểu vết mèo cào ấy. Thì này cháu cũng góp ý với em Hưng, cái này cháu cũng đã từng góp ý rồi, bảo là nếu mà được thì mấy nước kè đằng trước xong ấy, cứ đang tận dụng còn ít xi măng với cát thì cho em Hưng đào một cái ránh chạy dọc theo cái bậc này, xong là làm một cái ránh quý ông bà, xong là đổ bê tông vào. Còn ở đây thì mình sẽ làm một ống thoát nước đi xuống dưới kia thì nó sẽ rất là an toàn, chứ không làm cái ránh như thế thì trong thời gian nếu mà để lâu ấy thì chắc chắn là sẽ có vấn đề đấy quý ông bà, để lâu là nước chảy đá mòn mà. Nước chảy đá mòn thì nó sẽ bị mòn hết thôi. Nên là nếu mà làm được thì làm càng sớm thì càng tốt. Chỗ nhà em Hương này, quả khu vực này thì cũng khá là thoáng, nhưng mà nhìn ra phía đằng trước kia thì cũng rất là thoáng luôn. Ở chỗ này chắc là cũng hợp phong thủy đấy. Nhớ ngày nào còn cùng em Hưng ra đây dọn mấy cái cây củi ở đây để đào móng nhà, nền nhà mà bây giờ đã làm được một ngôi nhà rất là khang trang, rất là đẹp rồi. Phải nói là ngôi nhà đẹp nhất bản luôn rồi quý ông bà. Bởi vì là ở khu này chưa có cái nhà xây nào rất là to đó. Cũng rất là mừng cho em Hưng và cũng đặc biệt là cảm ơn tới quý ông bà, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành với anh em chúng cháu để giúp cho hai anh em Hưng Thuận có một ngôi nhà phải nói là kiên cố và đẹp quý ông bà. Nhưng trước kia thì cũng có mấy ngôi nhà nhưng mà toàn là bằng nhà gỗ thôi. Ôi mi khát nước à? Hôm nay thì em Trinh cũng lên đây quý ông bà. Này Trinh ơi, nên mua nước về anh em uống đi. Nó mát ở đây nhỉ. Ui, tanh nước à, khô ráo hết rồi Hưng ơi. Tanh nước khô ráo hết rồi. Thế là
Đường nước là dẫn xuống hết rồi nha, người ta không cho thả xuống à? Phải. Trước mưa nó bị tắc ở đâu ấy. À. Nếu mà mình thả xuống thì vẫn được thôi chứ. Vâng. Thả xuống một mình nhà mình uống thôi. Vâng. Chứ bây giờ nước uống người ta không cho thì quá đáng quá nhỉ. Nếu mà để một mình nhà em Hưng uống thì vẫn được quý ông bà. Ngày trước là cái chỗ đổ đất ở đây là bị lấp xuống nguồn nước của họ nên là người ta sợ là em Hưng kéo về đây dùng xong là lại san sẻ cho mấy nhà ở dưới kia nữa nên người ta mới không cho dùng chung ấy. Nếu mà quán mình em Hưng thì chắc là vẫn được. Đấy. Nếu mà không làm được cái ránh ở trên này chạy dọc sang kia là sau này nước trôi nhiều quý ông bà. Nó mà sạt trên cả mảng trên này xuống thì nguy hiểm đấy. Nên là làm cái ránh thì sẽ hay hơn. Còn phần dưới kia thì không sợ gì thôi. Bởi vì kè đổ bê tông luôn như thế thì rất là chắc chắn luôn. Đảm bảo an toàn rồi các bà. Củ rong riêng này trồng ở đất này cũng được ấy Hương ạ. Hôm nào mang phân ra đây bón nhá. Bón phân ở đây đi. Ờ, kia có nó phát triển bằng này không? Vun lại với lại cho phân đạm nó phát triển tốt lắm. À, ở kia là em đã vun lại rồi đúng không? Em hôm đó em vừa đi trồng ngô ấy, em vun lại với lại cho phân đạm nó tốt lắm. À, thế là ở bên kia em Hương đã vun với cho phân đạm là tốt hơn ở đây đúng không? À. À. Đấy, biết chăm sóc là phát triển nhanh lắm. Khi mà nghe tin đấy là anh cũng mừng đấy. Anh có mang cho cả ông gì mà ông gì nhưng mà vừa rồi ông lại cho trâu về ăn cho trâu về ăn xong bây giờ mới lại mọc như thế này thôi à. Không là của ông gì là cao hơn của em nhiều ấy à. Ở cái phần đất này là của ai đây hả Hương à. Cái phần đất dưới này này, dưới này là của bác Tạp Hóa đấy á à. Thế là ngày trước em san sẻ giống cho bác một ít à vâng. Đấy. Trước bác ấy hỏi bảo cho bác không một tí à. Đấy quý ông bà vừa rồi cháu nghiêm mang giống về cho em Hương trồng ấy thì bác hàng xóm bà bác Tạp Hóa ấy, cũng xin một ít để trồng đây quý ông bà. Hợp đất này phát triển như thế cơ mà nếu mà biết nhân giống lên á sau này nuôi lợn là tha hồ mà cho lợn ăn đấy quý ông bà rất là nhiều luôn. Ngôi nhà của em Hương này bây giờ sơn lên nữa. Đẹp. Anh xin phép vào trong nhà ghi hình cho quý ông bà xem tí nha. Cháu sẽ vào trong ngôi nhà ghi hình cho quý ông bà xem tí. Đây là phòng ngủ của ông bà. Hôm rồi thì em Hưng cũng lại dọn đồ ra ngoài hết để em ấy đấu trần đấy các ông bà. Chắc là Hưng ạ. Dạ. Theo anh nghĩ thì để em sơn xong đây, xong là đấu trần xong rồi em hãy cho đồ vào. Em cũng muốn là bây giờ nếu các chú ý thì đóng cho cái trần trước ấy thì em bảo là bây giờ sơn xong đã. Đấy, sơn trước. Sơn trước thôi mình đóng cái trần xong bắt đầu là sơn trước đóng cái trần xong là bắt đầu ấy đúng rồi bắt đầu vào và chuyển đồ vào đúng rồi bởi vì là không thì cứ mang đi mang vào thì rất là mệt thứ hai là em cho đồ vào đấy hết khi sơn nó dính hết là không được đúng không đúng rồi. Đây quý ông bà đồ là em Hưng dọn để hết vào trong này rồi à, em Hưng là lấy được hai chai mật ong này Hưng ơi. Dạ. Em lấy được hai chai mật ong đây à? Vâng. À thế để tí anh mang đi bán cho nhá. Vâng. Cái đấy hôm trước em vừa đi lấy. À trước vừa đi lấy á? Vâng. Đây quý ông bà em Hưng là đang có hai chai mật ong khoái rừng là để đây thì tí cháu Nghiêm sẽ mang đi bán hộ em ấy luôn.
Nếu mà quý ông bà có nhu cầu sử dụng mật ong khoái rừng thì quý ông bà có thể liên hệ với cháu. Cháu sẽ gửi đi bán hộ em Hương quý ông bà. Hiện tại thì em đã xếp tủ tủ này, giường này dỡ ra để hết vào không gian bếp rồi quý ông bà, để em ấy đóng trần ấy với cả sơn. Phòng ở thì như thế này là cũng khá là rộng rồi. Phòng ngủ đây các bạn cũng có khung sắt, nó khung sắt hẳn hoi nên là cũng yên tâm. Điện đón thì cũng đã lắp xong hết rồi các bạn. Điện này đợt rồi là anh A trưởng lắp. Đấy. Một cái bóng này là ở đâu đây? À, bóng này thì là công tắc ở đây. Đấy. Màu gạch này thì rất là sáng nhà luôn quý ông bà, khi mà sơn lên nữa thì phải nói là tuyệt vời rồi. Hương ơi, dạ. Dự kiến là sẽ đóng chân ở ở phòng ngủ thôi chứ, phòng khách kệ nó chứ. Phòng ngủ thôi nhỉ? Đúng rồi, đóng chân ở phòng ngủ thôi chứ phòng khách mà đóng chân lên là nó sẽ bị bí luôn đấy. Vâng, phòng khách nó bí. Đúng rồi. Ui, cái loại nước ngọt này ngọt lắm, anh không dám uống đâu. Nước ngọt này là nước ngọt Thổ Tang đấy. Vâng. Biết Hương biết Thổ Tang ở đâu không? Vĩnh Phúc. Đấy, hàng Thổ Tang này uống vào là anh ghê à? Ghê lắm. Độc hại cho gan thận lắm. Cứ nước lọc là yên tâm nhất. Đây là nước lọc đúng không? Nước lọc. À, đây, nước lọc đúng rồi. Nhìn như pep rượu ấy. Trinh lên đây lâu chưa Trinh? Nãy em vừa mới lên trước anh một lúc. À, Trinh chào các ông các bà tí. Con chào các ông các bà trên kênh Xuân Nghiêm TV ạ. Xuân Nghiêm TV trai yêu thương. Trai yêu thương. Con chào các ông các bà trên kênh trai yêu thương ạ. Xuân Nghiêm TV. Em Trinh này thì cameraman của vợ chồng em Quyên Yển quý ông bà, rất là hiền luôn. Phải nói là ai lấy được em Trinh thì sướng, vì em ấy rất là hiền nhỉ. Ai lấy được Trinh chắc là sướng lắm nhỉ, suốt ngày đi rửa bát cho vợ. Hiền nhẹ Hương nhỉ. Ai lấy được Trinh là sướng đấy nhỉ. Đúng rồi, chịu khó hiền. Em mà là con gái thì em cũng mong rằng là lấy được Trinh. Đúng rồi. Thế nghe hộ anh cái này chưa? Đáp ở đằng sau nè Hương. Bên này một tí nữa, bên này một tẹo nữa cho nó vuông cho đẹp ấy. À. Nào. Lên nè. Ôi da. À. Được rồi, được rồi, được rồi. Ừ, để đây luôn. Đáp ở phần đuôi nữa à. Chèo mấy cái này phải cẩn thận nhá. Cũng thỉnh thoảng cháu về chia sẻ hoàn cảnh của em Hương ấy quý ông bà, thì cũng nhiều quý ông bà bình luận cũng như gọi chửi vào sao thằng này suốt ngày đi chia sẻ hoàn cảnh cũ, nhưng mà hoàn cảnh cũ nhưng mà khi mà chúng cháu nhận được quà thì chúng cháu sẽ phải lên trao cho các em. Chứ bây giờ quý ông bà gửi quà thì chúng cháu lên trao mà không ghi hình lại thì quý ông bà cũng không biết là phần quà chúng cháu đã trao chưa, thì cũng không yên tâm ấy. Cho nên là khi mà chúng cháu lên trao quà thì chúng cháu sẽ lại ghi hình lại, nên là cũng mong quý ông bà thông cảm. Ngoài những hoàn cảnh cũ ra thì chúng cháu cũng đã chia sẻ hoàn cảnh mới khá là nhiều và chia sẻ hoàn cảnh mới thường xuyên, nhưng mà do kênh chắc là nhiều khi nó mất đề xuất đấy, quý ông bà không đăng ký kênh nên là sẽ không thấy được những cái video mà chúng cháu chia sẻ về hoàn cảnh mới quý ông bà. Nếu mà quý ông bà muốn xem rõ hơn để biết là chúng cháu có chia sẻ hoàn cảnh mới hay không thì quý ông bà có thể đăng ký kênh, xong là vào kênh của cháu Nghiêm ấy thì sẽ có rõ từng video ở đấy quý ông bà nhé. Cái này là hôm nọ em đóng giáo để đánh giáp đúng không?
Đúng rồi. Cái này đánh giáp xong hết chưa? Xong rồi anh ạ. À, này, cái này đóng giáp xong hết rồi, bây giờ chỉ là chờ sơn nữa thôi. Ừ. Còn đoạn đấy nữa là xong đúng không? Vâng. Ừ, xong thì xuống đây anh gửi em tiền để em đi trả tiền xẻ gỗ cho anh thợ nhá. Vâng. Thế là xong chưa không? Cái đấy, số đấy xong một rồi. Tí anh ạ, đợi nó một khô. À, đợi nó khô xong mới lại tiếp tục đúng không? Vâng. Liệu cái tấm số tấm ván này có đủ được không? 40 tấm đủ anh ạ. 40 tấm á? Vâng. Nhưng mà em tính hao mòn bào đi đấy. Đủ rồi. Mấy cái bé bé này cũng đóng được? Đóng được. À. Này ghép vào. Vận chuyển xuống hết chưa? Hết rồi anh ạ. Đây á? Đóng này nữa. À. Mấy cả đây nữa, 40 tấm anh nghĩ là không đủ đâu. Đây, bên kia còn 20 tấm nữa. Đâu? À, trong bếp á? Cái ván mà trước đóng cái à, giường ngủ ấy. Trước đóng giường ngủ chứ. Đúng rồi. Như mấy cái ván này có cần để trong nhà không? Hay để ngoài này chắc để không ngoài ai đâu cũng được, không ai lấy được. Không ai lấy đâu. Tối Hưng có ra đây ngủ trong đồ đấy không? Không ạ, mấy hôm nay thì ở trên nhà. Trong nhà, trong nhà, trong dê nhỉ? Vâng. Em Thuận không ở. Cũng thỉnh thoảng xuống đây ấy. Ngày nào phải xuống chứ? Ngày nào cũng phải xuống. Ừ. Thì à, hôm vừa rồi ấy, anh cũng có thông báo ở cái lần trước rồi đúng không? Đúng là rồi. Tiền quý nhà em là anh còn cầm 1.560.000 đúng không? Đúng rồi. Thì hôm đấy cháu Nghiêm cũng công khai tiền quý nhà em Hưng ở tập trước rồi quý ông bà. Thì tí cháu sẽ gắn cái đường link đấy vào phần bình luận. Nếu mà quý ông bà chưa theo dõi được thì có thể xem lại cái tập phim đấy. Thì là đợt hôm rồi cháu Nghiêm lên chỗ em Hưng ấy thì cũng... em bảo là cho chú thợ về cưa cái cây này chưa có tiền giả, định bán dê nhưng mà dê còn gầy quá. Thì cháu Nghiêm cũng bảo là cho em Hưng vồ béo dê để cho béo hơn tầm một tháng nữa, vồ béo tầm một tháng nữa rồi bán. Còn cái tiền xẻ gỗ này thì cháu Nghiêm sẽ tính xem là tiền quý nhà em Hưng còn bao nhiêu thì sẽ đưa cho em Hưng để em Hưng giả. Thì vừa rồi cháu Nghiêm lên cũng thông qua với em Hưng rồi đúng không? Vâng. Anh em tính là còn 1.560.000 đúng không? Vâng. Là 1.560.000. Thì hôm đấy anh cũng chưa rút được tiền, không rút tiền theo để đưa cho em ấy. Thì hôm nay anh cũng rút tiền xong là mang cho em, xong em đi giả cho chú ấy nhá. Vâng, chắc tối gọi chú xuống lấy. Ừ, tối gọi chú ấy xuống lấy giả cho chú ấy đi để chú ấy yên tâm. Người ta cũng cần tiền mới đi, mới đi làm cho mình nhỉ. Chú bảo cần tiền mua phân ấy. À, cần tiền mua phân à. Tối hôm nọ em tưởng anh mang lên là đưa cho chú luôn. À. Chú bảo là đấy, thôi, mấy hôm nữa mang lên. Anh chưa rút được tiền ấy. Vâng. Cũng quên, không vâng. Quên với cả không biết hôm là... Hôm nay mưa quá, đấy, anh đi vội là chắc. Cần ấy. Đây, 1 triệu này. À, 500 này. 1 triệu này. 1 triệu rưỡi này. Vâng. 60.000, 1 triệu 560.000 nhé. Vâng ạ. Đấy, thưa quý ông bà thì à, bây giờ... thì cháu cũng đã trao hết số tiền quý nhà em Hưng mà cháu còn cầm. Ngày trước thì quý ông bà thì cũng gửi cho cháu bảo là để cháu mua đồ ăn lên cho hai anh em Hưng Thuận. Còn một số ông bà thì bảo cho vào quý của nhà hai anh em. Thì đấy, có cháu cũng đã mua đồ ăn cũng như là sữa với cả thức ăn lên cho hai anh em cũng khá là nhiều rồi. Và tổng kết lại là còn thừa bằng này thì bây giờ cháu cũng trao nốt. Và hiện tại là anh không cầm quý của nhà em 1.000 nào nữa đâu nhá. Vâng ạ. Cháu cũng rất là cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị trong thời gian qua ấy, đã luôn tin tưởng cháu Nghiêm để giao những phần quà, những khoản tiền rất là ý nghĩa cho cháu Nghiêm, trao đến cho những hoàn cảnh mà cháu Nghiêm đi chia sẻ. Thì thước phim của cháu đến đây cũng khá là dài rồi, chắc là cháu cũng xin phép được kết thúc thước phim quý ông bà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú và anh chị ở những thước phim tiếp theo. Xin chào. Chào các bà, chào cô chú ạ.